Thưa quý vị và các bạn, mùa tuyển quân năm nay toàn tỉnh có trên 3.200 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó có tới gần 700 thanh niên có trình độ đại học cao đẳng, chiếm hơn 20% số thanh niên đủ điều kiện. Điển hình là huyện Tứ Kỳ, số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ có trình độ cao đẳng đại học đạt gần 60%. Vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng kỹ thuật ô tô sau 3 năm theo học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, còn chưa nhận bằng tốt nghiệp, nhưng khi có lệnh gọi khám tuyển sức khỏe của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cho đợt tuyển quân năm 2024, thanh niên Nguyễn Văn Hải ở xã Ngọc Kỳ đã tạm gác lại mục tiêu tìm việc làm để tham gia nghĩa vụ quân sự. Em cũng xem nhiều, kiểu công tác chuẩn bị trước khi đi, chuẩn bị những cái gì các thứ. Em cũng mong là được vào đúng đơn vị liên quan đến ngành mình. Đối với Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2001, ở thôn Mỗ Đoạn, xã Đại Sơn, mặc dù là con một trong gia đình lại vừa hoàn thành 4 năm học tại khoa ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, song điều đó không làm vơi quyết tâm được cống hiến trong môi trường quân đội của Nam. Cùng với đó, Nam còn coi những kiến thức vừa được trang bị trên giảng đường đại học sẽ là hành trang quý giá để vững bước trên con đường binh nghiệp. Chính vì vậy, Nam đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Em cũng chưa biết rõ mình có thể vào cơ quan nào, nên là cũng không thể hình dung ra được. Em muốn mình có thể vào những khoa ngoại giao cho đất nước. Em muốn trưởng thành hơn và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Các cháu đã học xong cao đẳng đại học và thực hiện nghĩa vụ quân sự thì các cháu có trình độ văn hóa rất là cao, góp phần xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại, cũng góp phần động viên các thanh niên đã đỗ cao đẳng đại học tốt nghiệp ra trường để những năm sau tuyển chọn nghĩa vụ quân sự những năm tiếp theo để bảo đảm tốt hơn. Theo số liệu của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, trong số trên 3.200 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm nay, các huyện Tứ Kỳ, thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà, Nam Sách là những địa phương đứng trong top đầu về số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ sau khi đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, với tỷ lệ từ 30 đến gần 60% chỉ tiêu nhập ngũ của địa phương. Có được kết quả này, các địa phương đã làm tốt công tác nắm nguồn, rà soát chặt chẽ những trường hợp thanh niên làm thủ tục di chuyển nghĩa vụ quân sự về các trường đã kết thúc khóa học, vẫn còn trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự theo quy định, phối hợp với gia đình tuyên truyền thông báo cho thanh niên nghiêm túc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Kế thừa kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay quá trình triển khai có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và các ban ngành đoàn thể ở cơ quan đơn vị. Đặc biệt, năm 2024, số thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng đủ điều kiện nhập ngũ tăng so với năm 2023. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ trong quân đội. Trước thực tế hiện nay, thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học lên tại các trường cao đẳng đại học dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác lựa chọn nguồn tuyển quân. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nâng cao số lượng các thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng nhập ngũ sẽ là một giải pháp tích cực, không chỉ tạo thuận lợi cho công tác tuyển quân mà còn là cơ hội để xây dựng những hạt nhân nòng cốt, xung kích trong thực hiện mọi nhiệm vụ tại đơn vị mới.